Xin chào các bạn, bản tin Cbiz ngày 22 tháng 8 năm 2023, hình ảnh ngày thất tịch Hứa Khải, Ngô Thư Hân, Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Lưu Học Nghĩa, Đường Yên, Nhậm Mẫn, Trương Vãn Ý. Công tử ta, công tử ta, công tử ta, công tử ta.